Thầy ạ, con muốn xin hỏi thầy để thầy chỉ dạy cho con một điều là mỗi khi con ngồi thiền ấy là con đau đầu lắm, đầu con rất nặng, đầu mà tức hết cả ngực, nhưng là con cũng không biết là lý do. Cô đang dụng khí quá mức, dụng tâm quá mức, tập trung quá mức. Cô là người suy nghĩ khá là nhiều, nghe thiền cái vội vàng đi để lấy công cụ thiền loại trừ những thứ trong lòng mình. Và con muốn hỏi thêm nữa là thầy thì chỉ dạy chúng con là chỉ hơi khép mắt nhẹ thôi, nhưng mà con mà khép mắt nhẹ thì con lại loạn hết cả vọng tưởng, nên con nhắm mắt thì con lại tĩnh tâm được. Ok, thì cứ nhắm mắt, nhưng mà để ý nhắm khoảng 5-10 phút nó loạn còn nhiều hơn. Nhưng nếu nó không loạn thì đó là ok. Thuốc tùy theo bệnh, nghe thầy nói, nhưng mà phải nghe con người của mình là thầy còn quan trọng hơn cái ông thầy ở ngoài kia nữa. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, mô Phật.